Xin giới thiệu cho các anh em một số cái linh kiện ha, mình ráp thành một cái lo kéo hoàn thiện loại xịn đó ha, hoặc là mình có thể là mua hẳn cái thùng lo hoàn thiện bên mình thì có rất có nhiều nhiều cái giải pháp ha. Nếu anh em là muốn tiết kiệm á, mình đã có sẵn một số cái linh kiện sẵn rồi, mình mua thêm linh kiện gì mình ráp thêm cho thùng mình đó. Còn nếu mà chưa có thì có thể mình mua thùng hoàn thiện, hoặc có thể là mình mua tất cả linh kiện ở đây mình đều bán hết ha. Nè, bo mạch nè, vỏ thùng nè, vỏ thùng mình có bán rời cho các anh em luôn ha. Để các anh em nào mà có mạch á, thì chỉ cần vỏ thôi thì có thể mua vỏ, mua đều được hết, còn mạch thì mua mạch ha, hay led dắp nhét theo nhạc nè đó. Thì vỏ này là vỏ thùng lò ray ha, đây ở dưới là một cái dạng súp ha, dạng súp ha, thì các anh em lắp dạng là bát súp á, thì mình xem như là phần súp. Còn đây hai bờ tinh ha, hai bờ tinh đây, hai khối bờ tinh này, hai mình quay trực diện cho các anh em xem này ha. Thì nó có hai khối ha để mình lắp ráp ha đó. Thì ở đây là cái vỏ thùng, các anh em nếu thích thì liên hệ với mình thì mình sẽ bán cái vỏ này ha. Ok chưa, đây thì đây cái mẫu thùng của mình nè, lắp cái mạch EW nè ha, năm con EW nè, cái thước là 24-2. Cái đây là sản phẩm hoàn thiện, nếu như các anh em nào muốn cần cái vỏ này để lắp riêng cho sản phẩm mình á, có thể liên hệ với mình ha. Đây là hai dây canh nông nè ha, hai dây canh nông để kéo lên đó. Thì cái sản phẩm này thì mình có thể tách rời hai cái khối bờ tinh, hai khối bờ tinh mình tách rời ra. Thì khi vận chuyển á, khi di chuyển á, thì mình đặt cái khối vệ tinh này xuống đây ha. Có mấy cái bát này, cái này dạng khớp nối chắc chắn nha ha, nó có nhiều dạng lắm ha. Đây là tay nắm này, mình kéo đi ok chưa. Thì nếu mà anh em nào đã có lo thì không cần phải mua lo, mà tiết kiệm đi ha. Đó, chỉ cần mình mua vỏ nè, mua mạch nè, mua mic nè đó. Thì với cái bộ mạch này nó vừa sử dụng điện 220 này, có cụm biến thoát xiến này ha, hoặc là sử dụng bình đó. Bình ở đây thì cái kích thước chuẩn của cái thùng này á là dùng bình 20 ampe ha, 20 ampe cho bộ mạch này ok chưa. Thì anh em nào mà thích led nhét theo nhạc thì mua thêm đó. Đó thì ở đây mình có nhiều cái dạng micro đó, chút xíu mình sẽ test thử cho các anh em một cái mẫu mic ha. Mẫu mic ở đây mình có nhiều mẫu đó. Thì mình giới thiệu sơ qua những cái mẫu chính thôi ha, còn nhiều cái mẫu phụ khác nữa. Đây U nè, mẫu U xét tần số nè, mẫu V nè, ở đây mẫu mic pin U xét được tần số ha, ở đây âm thanh tốt lắm. Rồi mình sẽ chút xíu mình sẽ thử trên cái mẫu xét tần số này ha. Mẫu sử dụng pin 18650 đây ok ha. Thì đây mình quay sơ về cái sản phẩm bên trong bo mạch này. Thì ở đây là cái dạng thùng lo đơn, thì ở đây mình đang sử dụng là mạch mono thôi ha, nó ra mono thôi. Thì cũng cái dạng mạch này nó có hai dạng, một dạng là hai kênh, một dạng là một kênh đó. Thì đối với cái thùng lo này, lo đơn mình chỉ cần dùng mono thôi ha, mono thôi, một kênh thôi. Ok, thì ở đây phần led cháy theo nhạc nè, đây mình lắp vô nè. Đối với bo mạch này nó có cái dây led cháy sẵn hết rồi, em về lắp vô thôi. Đây nè, led nháy nè, có công tắc bật nè ha, bật tắt nè. Thì mình nói qua về cái mẫu mạch này, mẫu mạch này nó âm thanh nó tuyệt vời lắm, nó tuyệt vời lắm, nó có reverb echo, phải reverb echo này nó đặc biệt lắm ha, đặc biệt lắm. Thì tại sao đặc biệt? Thì ở đây nó dùng cái chip riêng cho cái lập trình reverb ha, để xử lý riêng căn mình ha, để xử lý riêng như vậy là cái tốc độ đáp ứng nó rất là nhanh và cái âm thanh nó mượt lắm. Chút xíu mình sẽ test cho các anh em xem nó có mượt hay không ha. Thì ở đây nó có thêm cái 5 cái quy này, 5 cần này, chỉnh âm thanh nó sắc nét hơn ha. Có cái EQ nó giống như kiểu mà phân tầng dạng tích cực á,
phân tầng bằng mạch điện á, chứ không phải phân tầng bằng tụ điện rồi ha, nó kiểu dạng vậy thì âm thanh nó chỉnh các dãy tầng nó sẽ rõ ràng hơn. Thì nếu mình có EQ thì vẫn nghe bình thường, bass chép rồi vẫn nghe bình thường, thì tuy nhiên nó nét, nó không nét bằng được ha. Đây EQ là để nó gọt giũa, nó gọt giũa cái dãy tầng nó gọn gàng hơn, âm thanh nó chắc chắn hơn, chắc tốt hơn, mạnh hơn. Đây bên phần Bluetooth dùng được hai cái bộ mic này là ha, dùng hai bộ mic này là ở đây mình lắp nhanh cho các anh em thôi, siêu một bộ thôi, dùng tới hai bộ micro này ha, double ha, reverb, delay, echo, mic bass, mic chép, mic bon. Thì còn ba nút đây mình đã chỉnh ok rồi, quan trọng cái phần lập trình đó ha, lập trình nó có hòa quyện được hay không thì lúc đó âm thanh nó ra mới tuyệt vời là ha. Đấy. Dùng điện 2.2 nè, dùng điện thì mình dùng cục pin phát xuyến này cắm vô ha. Đó thì nó mình đang thử trên cái thùng loa nè, cái này bát nặng này ha, dạng bát súp bát nặng, cái công suất nó lên tới 400W nữa, bát nặng đó. Thì cái đó cái phần loa mình giới thiệu cho các anh em xem sau ha. Rồi bây giờ mình thử cái micro ha, thử cái micro thử nó hay không ha. Đây có Phật chống hú rồi nha, chống hú nè, chống hú là mình nhấn vô là nó chống hú, nhẽ ra là không có chống hú á ha. Vì đa phần là mình hát ca trước lo phải chống hú ha, nhấn vô. Đây mình thử đang ở trước lo luôn ha. Đây. Cái này chống hú thiệt ha, nhưng mà phải chống hú để cho có vui ha. Hai cái có nhiều phương án đó, chống hú cho có vui nó khác, này chống hú thiệt ha, chống hú thiệt. Chống hú mà sao mình ngồi trước cái thùng loa mình tự tin gì á, mình ca gì á mà ngồi chống hú thiệt ha. Còn chống hú ngồi trước thùng loa chỉ đi là chống hú chơi nó khác ha. Thử tiếng này, nãy mình đang chỉnh là reverb, thùng reverb ha, thì mình nhít echo làm xíu nó quyện cho anh em nghe. Ok, có một sợ nhít thêm xíu echo nó quyện hơn. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Còn anh em nào mà không thích echo thì giảm nhẹ lại. 1 2 2 1 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
sắc đó. Thì nãy giờ mình chưa test nhạc cho các anh em ha, giờ mình thử nhạc coi thử nó hay không ha. Khác biệt hay không ha, để coi thử, không biết phải thử. Bé
Territory thế hệ mới. Mình sẽ thử nhanh về một đoạn keo cơ nhỏ cho các anh em ha. Thì cuối cùng mình cũng phải thử keo cơ để cho nó biết được cái tiếng thì vượt hay không ha. Phải ca biết chạy một cái cơ. Tiếng micro một lần nữa cho các anh em xem. Một hai hai ba bốn ok, thì ở đây mình cũng đã nói ngay từ đầu video ha. Anh em nào muốn cần linh kiện nào trong cái video này á thì có thể liên hệ với mình. Mạch nè,
đèn led nè, vỏ thùng nè ha, đều có đầy đủ hết. Ok, kết thúc video tại đây ha.